Anh cầm Jenna chắc tổng. Em bắn thân ai mua không nè. Đây là 21 năm gìn giữ cái trinh tiết này. Vô game lại phải mang đi bán thân vì anh em. Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Ngó lên trời, trời cao. Cao, 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 cao. Đổi bài. Ui trời ơi, rất cảm ơn ha. À đù người, nổi cả gà luôn anh em ơi. Thì ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng em quay trở lại channel độc diệu khám lò cho em. Ok. Nhưng mà từ từ đã anh em ơi. Mình thấy hàng rồi. Bạn gì ơi, em đi đâu về? Hàng về. Trời ơi, đang đâu lại thấy thằng Alan Walker nó loang quang ở trên này anh em ạ. Đi em xin thôi. Đi đâu mà vội mà vàng. Đó, ok. Hôm nay ý tưởng độc dị của anh em đó chính là cầm Jenna đi chắc tổng em bán thân ai mua không nè. Úi trời ơi, bố ghê chứ. Bao nhiêu năm gìn giữ gọi là tấn thâm tấn thâm tấm thân ngọc ngà này bây giờ lại phải mang đi gọi là bán thân về anh em để mua vui cho anh em ạ. Chán thật. Em bán thân ai mua không nè. Trời xạo chó, xạo chó. Đây cái số phận hầm hưu của tôi ấy khổ thế chứ lị, gìn giữ bao nhiêu năm trời. Ok, không sao hết, bán luôn, bán luôn. Đó. Ý, ui Alan ơi, bạn làm gì đấy? Ui mày dám ăn stream à? Ai cho mày ăn stream hả? Mày mà không tốc biến là mày chết video rồi nha. Ngu người ạ. Con mẹ mày đánh chết cha bây giờ. Đấy. Quậy quậy ị vào ạ, vãi cả đái ạ. Zip ạ. Vãi cả dám anh em ơi. Zip mà quậy quậy ị vào luôn ạ, căng thật sự. Ui, ui Triệu Vân lên à. Ơ chuẩn bị có hàng em ơi. Có hàng rồi em ơi. Hàng về. Ui ui ui. Sao lại đi qua gọi là mỡ treo miệng vô game thế. Em xin nhá. Ê lưu lưu. Ôi lại hàng này trời. Sao đi đâu không có cơm bỏ mồm này anh em. Em xin nhá. Ủa không được. Nhưng mà ok rồi, vẫn được cái hỗ trợ anh em ơi. Hợp lý liền, hợp lý liền. Thì đó. Anh em thấy không, vô game rất ít khi chơi Jenna cho anh em xem. Nhưng mà một khi chơi là nó đâu vào đấy hết em ơi. Quá là hợp lý. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. À, tha em à. Trời ơi. Thế thì mua em đi. Mua em đi em tha nè. Ngu người ạ. À, mua em đi em tha. À, được chưa? Thế có được chưa? Mua không? Nào chất tổng lại mua khám lọ video game đi. Video game tha liền. Không là sẽ ăn quả không tha thứ đến từ video game mà không? Nay đi bán thân lấy ít tiền tiêu Tết. À nhầm, chưa đến Tết thì lấy ít tiền tiêu hè. Đúng người. Ok. Đó, tầm này mà 201 rồi. Thế thì lại gánh tem anh em nhỉ. Hợp lý. Đấy bạn ơi, bạn ơi. Ui, ui, thế thì mày xong rồi. Mày xong rồi, tao xong. Em đi đâu, em đi đâu về. Ui, thôi. Cái gì kìa, Zip ơi. Chán thế, Zip bị chát câu khám lọ thật chứ. Ok, mình lại quất được thằng Alan rồi. Hợp lý. Ngon liền anh em ơi. Bà không. Thế thì có chết rồi không như lị. Bản thân chẳng ai mua. Thằng Zip nó bảo mình là phò. Chán quá anh em ơi. Nếu nào em bản thân ai mua không nè. Trời ơi, ai mua không nè. Sao mà mệt quá nhỉ. Đúng là mình còn chưa hết giá, chưa bảo là bao nhiêu tiền nữa mà còn đúng là không thèm nữa. Trời ơi, bây giờ là thời buổi này bán thân cũng không bán được nữa rồi anh em ạ. Chết thật. Hỏng hết rồi. Ok. Úi, ý, hàng về. Rừng nó vừa ở trên kia, mình nhìn thấy rồi. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Gì đấy, mày ế ẩm rồi ạ, hay đấy ạ. Này chỉ ế ẩm. Thôi anh ơi. Từ anh ơi. Ôi, em xin lỗi. Cái này gì mà căng thế. Ôi hỏng rồi, thằng kia đuổi kịp. Mày đấy, mày
đuổi tao mày. Chết đi. Mày lượn, mày lượn. Chết tay ai. Ngu người. Chán hê. Trời ơi, tưởng cái đấy cân được 2 đi vậy. Là một quả highlight đến từ Joe Game. Nhưng mà không sao, mình vẫn ăn được mạng của thằng Ben anh em ơi. Này thì ganh Joe Game này. Ngu người. Sao giết em rồi? Sao các anh phũ phàng thế? Không thương hoa tiếc lọc gì cả. Ê, nó mua mày rồi đấy ạ. Nó mua mày rồi đấy. Mua đâu phải là giết rồi. À ừ nhỉ, cũng có lý anh em ạ. Mua xong thì nó được chén mà. Chén kiểu gì thì chén thế nhỉ. Nó cho mình vào nồi luôn này. Ngu người. Đó anh em đấy, ý tưởng cầm cuộc. Ê ê, bạn ấy, bạn ấy, bạn ấy. Ui sai rồi, dùng đi sai rồi. Chán thế. Băng trụ luôn này. Mình thấy trụ hết tiết rồi. Mình sẽ đánh trụ. Mày chạy đi đâu con sâu. Ê ê, mày là bưởi. Ngu người. Đứng lên đấy biến về để chết với Joe Game ngay anh em nhỉ. Làm đứng đấy biến về lại gọi là miếng thịt thơm ngon ngọt thịt. Thơm từ thịt, ngọt từ xương. Ngu người. Láo với Joe Game ạ. Dám giết Joe Game xong hết rồi. Em giỏi không mấy anh. À là mếu mếu cái gì. Người ta đã bảo mua đi thì người ta tha. Người ta có giết đâu. Lại có bùa rồi thì em lại xin nhá. Cái thằng rừng nó đi đâu rồi anh em? Thằng rừng nó đi đâu rồi? Ôi, hình như ở trên này sao nhỉ? Ờ, đang ở bên bùa đỏ. Ui, vai đái thằng này farm chậm thế nhỉ? Thế thì em ăn hộ cho nhanh nhá. Em ăn hộ các bạn cho nhanh. Khổ, bạn rừng bên kia bắn mãi không xong ạ. Mình ăn hộ luôn. Có anh em đấy không? Ý tưởng này của anh em quá khắm lọ luôn. Thì mọi người xem video đấy ý tưởng hay. Video Joe Game làm mà vui vẻ, giải trí. Thì anh em nhớ để lại cho Joe xin một like và đăng ký kênh anh em. Và anh em đừng quên là phải bấm chuông nữa nha. Bấm chuông để nhận thông báo về các video tiếp theo. Những video gọi là hấp dẫn tiếp theo của Joe Game anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, rẻ thế. Bạn kia bạn vừa chắc mua mình 100 đồng thì để làm sao mà mình bán cái thân được. Chán thì các bạn cũng hiểu. Ui trâu quá này trâu quá. Thôi bỏ qua bỏ qua. Ui sai rồi. Thật đấy mà mình vận nhanh mình bộc phá là ăn rồi đấy. À mày à mày à mày à bưởi. Thôi vẫn chết mất bạn bím của nó tem mình ạ. Bím ơi bím đi xa quá. Thế thôi phò còn đòi ra giá à. Vãi đái ạ. Mẹ nó chứ. Anh em có thấy là phò nào nó bán để giá 500 đồng không anh em? Mình chưa thấy đâu. Bố khỉ. Chỉ biết mếu mếu giống bạn Alan thôi. Ngu người ạ. Alan tha em. Trời ơi các bạn. Mình đã chắc như thế rồi mà bạn không biết đường ạ. Ai vậy chả tha được. Thì mua đi. Xì tiền ra. Trời ơi đơn giản như thế mà. Cổ thế nhở. Định là khám lọ quá đi. Ok. Ông sao hết. Ui 71 tầm này Joe Game gánh hết. Ê bạn ơi. Hello. I am either Joe Game. Bạn có khỏe không? Giết bạn luôn nè. Ê thôi chết rồi. Vãi. Vãi đây. Dí chạy mất anh em ơi. Bố khỉ. Cười dở luôn ạ. Ngu người. Ôi từ hết sức là bình tĩnh. Cười có sặc luôn rồi anh em ơi. Ok. Lấy luôn cái trụ này nha. Rồi tầm này thì tem bạn gọi là bế tắc với Joe Game rồi nha. Tầm này thì chung sướng với nhau đi ăn. Làm gì các bạn định làm gì ha. Gặp Joe Game là các bạn quá sai lầm rồi. Đáng ra các bạn phải bấm bắt đầu tìm trận. Nó phải chậm sau vài giây nữa thì có phải đỡ đen đuổi. Gặp mình lại mất một sao không. Thì khổ chết gì. Ok. Rồi em mình lên cao ít nhỏ, mình chưa muốn kết thúc cái trận đấu này, chưa được 10 phút anh em ơi. Mình muốn đợi một xíu nữa. Ơ, về kìa, ê, thì về đi. Ăn tạt thân, ăn tạt thân, ăn tạt thân. Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Triệu Vân hiểu ý phết đấy. Mình đã đi xuống đây, mình chờ rồi. Ta phải biết đường. Quá. Sau đây chúng ta sẽ cùng thịt con tạt thần này. Thôi, thịt con tạt thần này xong thì chúng ta cũng lên win là vừa. Ok. Của em chứ. Đây rồi. Các bạn đứng hết lại. Quá khắm luôn anh em ơi. Úi. Rồi mình sang đây để lính bên này. Ê Alan ơi. Hello bạn nhỏ. Hello my friend. Lâu lắm rồi mình không gặp nhau. Chết đi.
chạy nữa đâu bạn ơi. Nghĩ gì chạy được nhiều thế. Ok, mình chén luôn bạn Alan rồi. Bạn này bạn không chạy được nữa. Ê, bò ơi bò, cháu yêu bò lắm. Ok, ok liền. Lai nhiệt anh em ơi. Hang về, hang về, hang về. Ok, thôi mình kết thúc cái trận đấu tại đây luôn nha. Nhân là thay em thì giờ này nữa. Thì anh em xem video thấy video hay nhớ để lại cho Dogen xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên comment những ý tưởng độc gì cắm lọ xuống bên dưới nha. Và bấm chuông, đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.